Chào mừng các bạn đến với Săn Sale và Thành Giá. Trên tay của mình là Realme GT Neo 3, cái phiên bản màu trắng cũng khá là đẹp các bạn ạ. Em này đang chạy ROM gốc các bạn nha. Ở đây, phiên bản dự là C19, đang chạy trên cái phiên bản ColorOS 13 với Dimensity 8100 với ROM gốc nha. Thì về cái mặt trải nghiệm gaming nó sẽ như thế nào? Thì trong video ngày hôm nay cùng mình test lại xem nó có ổn hay là không. AnTuTu nó cũng vừa phải thôi, tầm khoảng 817.000 điểm các bạn ạ. Vào game rồi đây các bạn, đó luôn, chơi bằng kết nối wifi, độ sáng thì cứ để tầm khoảng 70% nha. Mình bật luôn chế độ GT lên. Ok, dữ liệu COD mình đã tải full 100% này. Về cái mức setting đồ họa COD, mạng hơi lag tí anh em ạ. Tại mình đã để mức đồ họa rất cao, tối đa này, sinh động. Hiện tại còn 95% pin. Không biết là với ROM gốc thì hiện tại hiệu năng nó có giảm nhiều không? Lâu lắm rồi mình không có chơi ROM gốc các bạn ạ. Có khi mình cho độ sáng cao lên một chút nha. Như này nhìn vẫn hơi tối. Ok. Cứ tưởng bị xuống làm sao. Neo 3 làm sản phẩm các bạn nên cân nhắc nha. Mức giá hiện tại thì nó cũng rất gọi là ổn áp rồi. Có pin trâu này, có sạc nhanh này. Đặc biệt là về ROM đủ các thứ hiện tại nó hỗ trợ rất là nhiều. Thế một thằng anh em ơi. Ui, khẩu AK-47 này bắn ok phết. Hai tên cả. Ok phết anh em ạ. À, 3 mống, đồng đấy. FPS rất ổn định các bạn nha. Tại vì mình chơi nó không phải là quá lâu, mới được khoảng gần 14 phút thôi. Còn một thằng ở trên khu nhà kia nữa. Hiện tại Neo 5 là mua hơi nóng rồi. Neo 3 không biết như thế nào đây. Cơ bản các bạn up sang ROM quốc tế, nhiệt độ chơi còn nóng hơn thật. ROM nội địa mình tin về cái mặt trải nghiệm gaming nó sẽ ổn hơn so với cái ROM quốc tế. Để xem là ổn hơn bao nhiêu phần trăm. Nếu ok, bạn nào chấp nhận về thông báo nó không được quá đều thì mình có thể up sang. Mình đang chơi điều hòa bật 27 độ C nha. Ôi, AK-47 bắn nó giật thật đấy. Có một thằng này. Ok anh em ơi, chơi được khoảng gần 20 phút này. Mình dừng lại nhá. Hiện tại còn 90% pin. Nhiệt độ mặt trước 41,8, gần 42 độ. Nhiệt độ mặt sau cũng lên 42,5 anh em ạ. Biểu độ FPS COD ở mức đồ họa max setting trên Realme GT Neo 3 thẳng tắp rồi các bạn nhá. FPS trung bình 59,4. Sau khi đợi máy mát, mình vào game xin luôn, bắt đầu đo nha. Chơi một kênh wifi, độ sáng hiện tại vẫn là tầm khoảng 80%. Vẫn còn chế độ GT này, hiện tại còn 89% pin. Mình muốn thử sức một chút cho Neo 3 là để mức đồ họa cao và 60. Cực cao 60 hiện tại chắc chắn nó sẽ chơi không phải ngon rồi. Có lắc nhẹ anh em ạ. Chơi tầm khoảng 50 phút xem là nó có lắc nhiều không. Nếu không ổn thì mình sẽ chuyển xuống trung bình. Combo thử nhá. Tiếp này. Wow, nó lag xuống em ơi. Mình thì không biết hộp chiêu đâu. Genshin thì mình chỉ chơi để test thử thôi. Anh em thông cảm nhá. Lúc ra combo thì FPS nó còn lag xuống tầm khoảng 3x các bạn ạ.
Thôi mình sẽ chuyển sang trung bình đi. Chứ chơi cao nó lắc mạnh thì không phải đâu, nhưng mà nó cứ lắc nhẹ nhẹ chơi rất là khó chịu. Để trung bình 60 nha. Vừa nãy mình thử lại, lúc nãy mình có thử ra combo FS không dập luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn khi mà chuyển sang trung bình 60 kìa, FS ngon không? Nó không giống như lúc mà để cao 60 nữa. Ok đấy. Mình vừa chơi là có một lần cự khá là sâu anh em ạ. Còn lắc nhẹ thì nó đỡ hơn. Ok, mình chơi được khoảng hơn 20 phút. Hiện tại còn 79% pin. Nhiệt độ mặt trước khoảng 51,3 độ C. Nhiệt độ mặt sau lên đến 48,9. FPS tổng thể Genshin Impact ở mức đồ họa mic nhẹ ở lúc đầu là cao 60 này. Và từ khoảng phút thứ 3 trở đi, trung bình 60 các bạn thấy ok đúng không? Chỉ cái đoạn phút thứ 11 từ khi mình đo ở trên biểu đồ ấy, là FPS nó có gập ghềnh nhiều hơn. FPS trung bình 54,2. Mình vừa có trải nghiệm xong hiệu năng trên Rumi GT Neo 3, các bạn thấy sao? Game nhẹ thì không phải nói rồi, rất mượt mà đúng không? Còn Genshin Impact hiện tại giống ROM quốc tế, các bạn nên chơi ở mức đồ họa trung bình 60 thôi. Giật lắc khựng mạnh thì mình cảm giác có đúng một lần là khựng rất là mạnh, nó khựng sâu luôn đấy. Còn lại đâu đó khoảng 6 đến 7 lần là nó lắc nhẹ thôi các bạn. Ngoài ra các bạn muốn mình test lại sản phẩm nào, comment bên dưới nha. Mức giá rẻ nhất Realme GT Neo 3 mình sẽ để đường link ở phần mô tả và bình luận game. Nhớ ủng hộ mình bằng cách like, share và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.